Mỹ thuật laptop xin kính chào các bạn. Ngày mai mình sẽ tiếp tục bàn giao một model laptop là Dell Inspiron 5405 cho một bạn khách. Vì thế ngày hôm nay mình sẽ quay cái video clip này để review cho các bạn xem qua cái mẫu laptop này có điều gì đặc biệt nha. Thì chiếc máy này, đây là một chiếc máy dòng cao cấp phân khúc văn phòng của Dell nha các bạn. Máy trang bị một màn hình 14 inch, đi kèm là một cái lớp vỏ nhôm cực kỳ đẹp nha. Cạnh viền phía màn hình chúng ta có một cái lớp bằng cao su khá là ấn tượng. Máy này màn hình 14 inch, vì thế trọng lượng của máy mình rất là ấn tượng ở cái độ mỏng cũng như là độ nặng của máy. Và chiếc máy này chỉ cân nặng có 1.4kg nha, chỉ có 1.4kg thôi. Đây là bên trong máy, các bạn có thể tham khảo. Dường như các bạn có thể thấy tốc độ khởi động của hệ điều hành cực kỳ nhanh nha. Sau khi chúng ta mở máy, tốc độ khởi động của máy dao động khoảng 5 giây thì chúng ta đã vào bên trong hệ điều hành Windows 10 rồi. Thì nhìn chung qua đây là một con laptop màn hình 14 inch có cạnh viền siêu mỏng ở hai bên, kích thước rất là nhỏ gọn và được trang bị một con CPU cực kỳ mạnh, đó là con CPU Ryzen 7 4000 series với mã là 4700U. Với con chip CPU này các bạn sẽ có được một con CPU chạy xung nhiệt từ 2.0 tới 4.1 GHz nha. Và con CPU này sẽ mang trong mình bộ nhân là 8x8 luôn, cực kỳ mạnh mẽ ở phân khúc văn phòng. Con CPU này sẽ đảm nhận cực kỳ tốt các tác vụ liên quan tới văn phòng, thậm chí đồ họa ở mức cơ bản, ví dụ như là 2D hoặc là thậm chí chơi game được luôn nha. Và điều hiển nhiên đối với dòng CPU AMD Ryzen 7 luôn luôn sẽ tích hợp một cái dòng card đồ họa gờ bên trong là AMD Radeon Rapid, hỗ trợ cho các bạn làm việc liên quan tới đồ họa, giải trí và thậm chí là chơi game được luôn nha. Thì chiếc máy này đang được trang bị RAM là 8GB. RAM 8GB DDR4 bus 3200 nha. Và với sự hỗ trợ của hai khe RAM trên dòng máy này thì việc nâng cấp RAM trên dòng máy này các bạn có thể nâng cấp thoải mái lên được 32GB nếu có điều kiện trong tương lai nha. Và với sự hỗ trợ của SSD NVMe 512GB tốc độ cao, chiếc máy này sẽ giúp cho các bạn khởi động cực kỳ nhanh đối với hệ điều hành cũng như là khởi động các ứng dụng mà chúng ta hay thường sử dụng và làm việc. Việc trang bị webcam trên máy, đây là một điều hiển nhiên đối với tất cả các laptop của tất cả các hãng. Và đối với Dell, webcam trang bị trên dòng máy này là webcam chất lượng cao, chuẩn HD, sẽ giúp mang lại cho các bạn những cái bức hình cũng như đoạn video cực kỳ ấn tượng mà chúng ta không cần phải đầu tư thêm một chiếc webcam xịn bên ngoài nha. Về phần kết nối thì mình nhận ra là chiếc máy này có đầy đủ các ngõ kết nối, như các bạn có thể thấy ngõ kết nối nguồn, ngõ kết nối HDMI, ngõ kết nối USB 3.1 Gen 1, ngõ kết nối USB Type-C, có thể xuất hình ra cổng DisplayPort được luôn nha. Và bên tay phải thì có thêm một ngõ USB 3.1 Gen 1 nữa, cổng thẻ nhớ SD và cổng jack 3.5 để chúng ta gắn tai nghe hoặc là loa rồi nha. Máy trang bị bàn phím có hỗ trợ đèn giúp cho các bạn làm việc ban đêm cực kỳ thoải mái. Về phía màn hình, như mình đã nói, màn hình này là màn hình chống chói, sẽ giúp cho các bạn làm việc ở những cái môi trường có độ sáng cao mà không dẫn tới hiện tượng chói ló trên màn hình này nha. Và đây là hình thức cơ bản của chiếc máy Dell Inspiron 5405. Đây là một dòng máy khá đẹp, ấn tượng và cũng hơi là hiếm nha. Và hiện thời mình chỉ có một chiếc máy này thôi. Ngày mai mình sẽ bàn giao dòng máy này cho bạn khách và để sử dụng. Thì video này góp phần mang lại cho các bạn hiểu rõ hơn về các dòng laptop mà Mỹ Tho Laptop đang kinh doanh, để hiểu thêm nhiều dòng laptop khác cũng như là lựa chọn cho mình một mẫu laptop phù hợp. Các bạn vui lòng truy cập trang web mỹtholaptop.vn để chúng ta tham khảo thêm nha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này.